Hồi 10 giờ sáng nay, vị trí tâm siêu bão số 3 ở vào khoảng 19,3 độ Vĩ Bắc, 112,1 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam khoảng 130 km, cách Quảng Ninh 550 km. Sức gió mạnh nhất cấp 16, 184 đến 201 km một giờ, giật trên cấp 17. Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 15 đến 20 km một giờ. Từ khoảng trưa ngày 6 tháng 9, vùng biển phía đông của Vịnh Bắc Bộ, bao gồm huyện đảo Bạch Long Vĩ, có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7. Từ tối và đêm ngày 6 tháng 9, khu vực Vịnh Bắc Bộ, bao gồm huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô, gió mạnh dần lên cấp 8, cấp 9, sau đó lên cấp 10, 11. Vùng gần tâm bão đi qua cấp 12, 14, giật cấp 17, biển động dữ dội. Trên đất liền từ đêm ngày 6 tháng 9 và gần sáng ngày 7 tháng 9, Vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, cấp 9, vùng gần tâm bão cấp 10, 12, giật cấp 14. Khu vực sâu trong đất liền phía Đông Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6, cấp 8, giật cấp 9, cấp 11. Thời điểm gió mạnh nhất trong khoảng từ sáng đến chiều tối ngày mùng 7 tháng 9. Vùng biển phía Tây Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có sóng biển cao 7 đến 9 m, vùng gần tâm siêu bão 10 đến 12 m, biển động dữ dội. Từ trưa ngày 6 tháng 9, khu vực Vịnh Bắc Bộ bao gồm huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô, sóng cao 2 đến 4 m, sau tăng lên 3 đến 5 m, vùng gần tâm bão đi qua 6 đến 8 m. Từ đêm ngày 6 tháng 9 và gần sáng ngày 7 tháng 9, vùng biển ven bờ từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa, sóng cao 2 đến 3 m, sau tăng lên 2 đến 4 m, vùng gần tâm bão 3 đến 5 m. Khu vực ven biển từ Thanh Hóa đến Quảng Ninh cần đề phòng nước dâng lên do bão cao. Các khu vực neo đậu tàu thuyền, khu nuôi trồng thủy sản, các tuyến đê kè biển trong vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và nước dâng rút do bão. Các khu vực trũng thấp ở ven biển cửa sông đề phòng nguy cơ ngập do nước dâng và sóng lớn.